Thật ra anh đã thích em từ trước rồi. Anh còn đi nước ngoài không? Anh đâu có đi đâu. Anh đến đưa khách hàng đến sân bay. Khách hàng gì? Nam hay nữ? Lưu Tổng, người hôm qua em thấy ở nhà hàng. Anh ăn cơm thì ăn cơm, sao còn đưa áo cho người ta mặc? Sao anh còn đưa cô ấy về? Cô ấy bị nước đổ làm ướt quần áo, sao anh có thể ngồi yên được? Hơn nữa, anh vừa ký với một doanh nghiệp xuyên quốc gia. Em không biết, sau này đồ của anh chỉ có em được mặc. Được, được, đều nghe em hết. Em lên trước đi, anh muốn nhìn em lên trước. Không muốn, em muốn thấy anh lên xe trước, em mới đi về. Là đàn ông, tất nhiên là anh phải đưa em về trước. Được thôi. Làm sao bây giờ, còn chưa đi? Em đã không đỡ để anh đi rồi. Được rồi, ngày mai gặp. Tạm biệt. Tạm biệt. Sao vậy? Ai lại đi chọc chị Dư của em vậy? Ngoài em ra thì còn ai nữa? Hạ Văn tỏ tình em ở trước mặt nhiều phóng viên như thế, em cứ như thế mà chạy đi. Đến lúc đó em mới phát hiện người em thích không phải anh đấy. Em không thể lừa dối bản thân, cũng không thể lừa dối anh đấy. Vậy em nói chị nghe, rốt cuộc em thích ai? Em với Công Dân Mạch ở bên nhau rồi. Không phải em nói hai người chỉ là bạn bè sao? Nếu không phải nhờ Hạ Văn tỏ tình thì em mới biết rõ được trái tim của mình sao? Em đó, em nói xem, em mang lại cho chị bao nhiêu là rắc rối. Fan của Hạ Văn thương anh trai của họ như vậy, bây giờ đã công kích em rồi. Chuyện này, chị nói xem, anh ấy tỏ tình em trước mặt nhiều người như vậy, vậy thì em đúng là có lỗi với anh ấy. Em cũng nên công khai xin lỗi anh ấy. Hạ Văn, xin lỗi, tôi không xứng với tình yêu của anh. Đồ tâm cơ, anh của chúng tôi không cần lời xin lỗi giả dối của cô. Lợi dụng anh trai chúng tôi để tăng độ hot, bây giờ lại đẩy anh ấy ra, cô cũng quá ác rồi. Bỏ tôi ra, tôi phải trả thù thay anh trai tôi. Anh không sao chứ? Đủ rồi. Thả tôi ra, thả tôi ra. Thích Ninh Tịch là chuyện của tôi. Nếu như chỉ vì tôi thích mà nhất định phải là bạn gái của tôi, này có khác gì là bọn cướp đâu. Tôi hy vọng chuyện này đến đây là kết thúc. Hạ Văn, thật sự xin lỗi anh. Không sao. Là diễn xuất này của em thật sự khiến anh rất kinh ngạc. Anh hy vọng lần sau chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác. Được, nhất ngôn cửu đỉnh. Trước đây em có bao giờ đọc sách đâu, dạo này thay đổi lớn như vậy. Qua thời gian này em cảm thấy, lúc trẻ ở trong làng giải trí chỉ cần nhan sắc là được. Nhưng mà bây giờ em cảm thấy muốn đi lâu dài, còn phải nâng cao kỹ năng diễn xuất. Rất tốt, có ý chí đó. À đúng rồi, nhận một bộ phim công sở, em xem có hứng thú không? Kịch bản này em sẽ phát thảo, cảm thấy nó rất hay. Nhưng em nghĩ là nên trải nghiệm thực tế công việc chút. Trải nghiệm thế nào? Cái này không phải có sẵn rồi sao? Đến công ty Công Dân Mạch, rốt cuộc là em đi yêu đương hay là đi trải nghiệm? Tất nhiên là đi trải nghiệm rồi. Quan trọng nhất là nâng cao kỹ năng diễn xuất, tiện thể yêu đương luôn. Anh đồng ý với em đi. Muốn đi bộ phận nào? Nhân vật trong kịch bản ở phòng marketing. Vậy thì đến phòng marketing đi. Được rồi, anh sẽ bảo Dư Lôi sắp xếp. Anh thật tốt. Mẹ, mẹ về rồi. Nhưng mà con còn biết, con còn có người mẹ này sao? Mẹ gọi điện cho con, gửi tin nhắn con đều không xem. Rốt cuộc con đi đâu vậy? Con làm ta quá thất vọng rồi. Sao con còn đi cùng với người phụ nữ hỗn láo này? Mẹ, cô ấy có tên, cô ấy tên Ninh Tịch, là bạn gái của con. Ta không biết, ta không đồng ý con với nó ở bên nhau. Em đi trước đi. Không được, ta không đồng ý con với người phụ nữ này bên nhau. Con đã quyết định rồi. Đây là người phụ nữ đó vậy đúng không? Cô ấy không có. Ta mặc kệ, con phải chia tay với cô ấy. Mẹ,
Sao chuyện gì mẹ cũng thay con quyết định vậy? Lúc nhỏ cũng thế, lớn rồi cũng như vậy. Ta cũng là vì muốn tốt cho con. Mẹ đừng có lấy lý do là vì tốt cho con để dạy dò con nữa. Con thật là không có lương tâm. Mẹ có biết không, trước đây con đã bị trầm cảm hành hạ đến phát điên, là Ninh Tịch đã giúp con thoát ra được. Một người đàn ông to lớn như vậy sao có thể bị trầm cảm chứ? Trước đây con không hề đối xử với ta như vậy. Bây giờ tất cả là do người phụ nữ đó dạy con, đúng không? Mẹ, con không phải là chó hay mèo. Con cũng không phải là món đồ mẹ tùy ý khống chế. Con là người. Con có suy nghĩ và cảm xúc của mình. Em có thể cho anh mượn bờ vai của em? Sao em không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì? Nếu anh muốn nói thì anh sẽ tự nói. Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên anh cãi lại mẹ. Hối hận không? Anh chỉ muốn sau này có cuộc sống riêng của mình, không muốn bị khống chế nữa. Em đừng chỉ nói câu đó. Gặp chuyện gì không vui thì cứ đến tìm em, không cần giấu ở trong lòng, sẽ bị bệnh đó. Mọi người dừng công việc lại một chút. Giới thiệu người mới với mọi người, đây là Ninh Tịch. Cô ngồi đó đi. Được. Đây không phải đại minh tinh tên Ninh Tịch sao? Sao cô ấy đến công ty mình làm rồi? Như này chắc là đến trải nghiệm cuộc sống. Hôm nay tôi mời mọi người uống cà phê. Mọi người muốn uống gì? Cô uống gì? Tôi muốn Americano. Tôi muốn một ly latte. Tôi muốn một ly latte, tôi mocha. Được. Giày cao gót đẹp lắm, sao đừng đi nữa. Đi vào không biết gõ cửa sao? Cô ấy gõ rồi, là do cô không chú ý. Xin chào. Có chuyện gì cần giúp đỡ không? Không có. Muốn photo tài liệu sao? Để tôi giúp. Không cần đâu. Sao mọi người không cho mình làm bất cứ công việc nào? Ninh Tịch, cô đem... Cô tìm cô ấy làm gì? Cô quên lời dặn của sếp rồi sao? Có một hạng mục mới, tôi đến phân chia công việc. Tiểu Lâm, cậu phụ trách thống kê. CC chịu trách nhiệm thống kê nhu cầu của người dùng. Linda chịu trách nhiệm thiết kế. Mọi người đã rõ hết chưa? Rõ rồi. Rõ rồi. Tiêu tổng, hình như cô chưa sắp xếp công việc cho tôi. Cô thì thôi đi, chỉ cần ngồi chơi chơi game là được rồi. Đừng làm phiền mọi người. Tôi đến là để làm việc, chắc chắn phải đóng góp một phần sức lực cho đội. Ai mà không biết cô đi cửa sau vào công ty chứ. Tôi khuyên cô vẫn nên tránh xa những người khác. Dám coi thường mình. Tiêu tổng là đang sợ tôi làm tốt quá, cướp đi việc của cô sao? Nực cười, tôi mà sợ cô sao? Được, nếu cô đã muốn làm việc như vậy, ở đây tôi còn có một hạng mục. Nếu như cô có thể hợp tác được, tôi sẽ đồng ý cho cô làm việc. Nếu như cô không làm được, lập tức đi khỏi đây. Được, nhất ngôn cửu đỉnh. Tiêu tổng anh minh, đem khách hàng khó nhất cho cô ta, xem cô ta lần này kết cục sẽ như thế nào. Ta đồng ý với lão phu nhân, nghĩ cách đuổi cô ta đi, nhất định phải làm được. Tiền tổng, ngài đến rồi. Quá ra là đại minh tinh đón tiếp chúng ta. Minh tinh gì chứ? Ở trước nhân vật lớn giống như ngài, cũng chỉ là một nhân viên nhỏ thôi. Biết cách nói chuyện. Xin chào, Ninh Tịch. Lại gặp nhau rồi. Cả hai bên đều muốn hợp tác với tôi, nên ngồi cùng nhau đi. Thật ngại quá, thất lễ chút rồi. Tôi vào nhà vệ sinh chút. Được. Ninh Tịch, cô muốn có được hợp tác lần này, chỉ cần cô theo sau tôi, tôi sẽ rút khỏi lần tranh chấp này. Được thôi. Ninh Tịch, cô ra tay ác vậy. Như thế đã ác rồi sao? Cái này so với những gì anh làm tổn thương tôi, so ra thì đã là gì? Anh tự mình lo liệu đi.
Tôi vào bàn chuyện hợp tác tiếp đây. Tiền tổng, thật ngại quá, lúc nãy thất lễ rồi. Vậy nói thế nào cũng phải phạt 3 ly rượu. Rượu nửa ly, tình đầy ly. Tiền tổng, cung thị và tiền thị cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp. Nửa ly này tôi xin uống trước. Tiểu Ninh miệng lưỡi thật ngọt đó, nhưng mà nửa ly này không đủ thành ý. Uống xong cốc rượu này, việc hợp tác của chúng ta mới bàn được. Vậy tiền tổng nói lời phải giữ lời đó. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Cung tổng, ra được rồi. Ninh Tịch với Tiền tổng đi bàn chuyện hợp tác rồi. Ngay tại nhà hàng Tịnh Nguyên. Là tên đại sát ma Tiền Hào. Đúng vậy. Đi. Ôn tổng, không phải là tình cũ khó quên chứ? Đừng hỏi chuyện không nên hỏi. Lái xe đi. Ninh Tịch đâu? Cô ấy uống say rồi, bị Ôn Khải đưa đi rồi. Ninh Tịch, em đừng xảy ra chuyện gì nhé. Anh bỏ tôi ra. Cung tổng, anh đến nhanh đó. Ôn Khải, cậu dám động vào người của tôi, động vào người phụ nữ của anh. Nếu không có tôi, cô ấy sớm đã bị tên Tiền kia kéo đi rồi. Chuẩn bị thuê cả phòng rồi. Lẽ ra anh nên cảm ơn tôi. Hai người kẻ tắm lạng người nửa cân, cậu còn dám đụng vào cô ấy nữa thì Ôn gia các người đợi mà phá sản đi. Mình về nhà kiểu gì vậy? Tối hôm qua là anh đưa em về sao? Giận rồi. Tức giận sẽ không đẹp trai nữa đâu. Đã hết giận chưa? Không hết thì kệ anh. Xem em lần này còn dám ra ngoài uống rượu không? Đó là bởi vì... Còn dám lên xe của người yêu cũ không? Có vẻ như anh cần phải cho em thực hiện nghĩa vụ của người yêu rồi. Hôm nay anh giận thật sao? Em có biết anh lo lắng cho em lắm không? Được rồi mà, không có lần sau. Còn dám có lần sau? Không dám. Đúng rồi, hôm qua trên xe của ông Khải, lúc mơ hồ em nghe anh ta nói vài câu. Ôn tổng, anh cứ vậy mà cướp Ninh tiểu thư từ tay Tiền tổng đi sao? Anh không sợ bị hỏng việc hợp tác sao? Tôi vốn dĩ đâu có hứng thú với hạng mục này. Tôi đến là vì cô ấy. Ôn tổng, anh không phải vì tình cũ khó quên chứ? Mấy năm nay có hàng ngàn phụ nữ ở bên cạnh, nhưng không có ai ngây thơ như cô ấy. Cô ấy là người của Cung Dân Mạch tập đoàn Cung Thị. Cậu không sợ Cung Dân Mạch sao? Chỉ hắn ta. Năm đó tôi khiến anh trai hắn chết, không phải cũng dễ dàng sao? Cái chết của anh trai đúng là có chút đáng nghi. Nếu đã như vậy, em có một cách. Cách gì? 15 tháng này hai chúng ta quán đổi cơ thể. Như vậy anh có thể dùng cơ thể của em tiếp cận ông Khải. Không được. Sao lại không được? Còn nữa, như vậy em mới có thể dùng cơ thể của anh đối phó với mẹ của anh, giúp anh một mũi tên trúng hai đích. Cái này, cứ quyết định vậy đi. Còn mấy ngày nữa là đến 15 rồi. Anh, em nhất định sẽ tìm ra chứng cứ để báo thù cho anh. Chứ
chết rồi. Sao vậy? Đột nhiên em nhớ ra, em đã đồng ý với Tiêu tổng sẽ bàn được hạng mục với Tiền tổng. Nếu như không được sẽ tự động rời đi. Anh nói với cô ấy một câu là được, đừng sợ. Em không cần. Như vậy khác gì nói em không được việc. Anh cảm thấy em làm được việc là được rồi. Đừng làm loạn. Tên Tiền Hạo kia rất háo sắc, nhưng cũng rất sợ vợ, kiểu thuộc loại vừa ăn vừa chơi. Anh có thể tra ra số điện thoại vợ ông ấy không? Chuyện nhỏ. Em nghĩ ra một cách rồi. Vào đi. Tiểu bảo bối, em đến rồi. Anh đợi em vất vả lắm. Đợi đã Tiền tổng, chúng ta ký hợp đồng trước đi. Xong việc ký sau cũng chưa muộn mà. Nhanh lên, ta sắp không đợi được nữa rồi. Ta chơi qua nhiều cô em rồi, nhưng chưa có ai là đại minh tinh cả. Nhìn thấy mặt mũi của ông, tôi đã thấy buồn nôn. Tiền tổng, ông có phải hiểu lầm rồi không? Tôi gọi ông thuê phòng chỉ là để ký hợp đồng thôi. Đùa gì vậy chứ? Cô nghĩ rằng cô là ai? Chỉ cần động miệng vài câu là muốn tôi ký hợp đồng với cô. Tiền tổng có tin là tí nữa ông còn phải cầu xin tôi ký hợp đồng. Tuổi tác không nhỏ, khẩu khí lớn vậy sao? Vợ của ông biết chúng ta thuê phòng ở 2205 rồi, bây giờ đang đi qua đây. Cô, không biết Tiền tổng ngài muốn vợ ngài nhìn thấy hai người chúng ta trên một chiếc giường khiến bảy khó chịu, hay là muốn chuẩn bị cho bảy một bất ngờ chứ? Không biết Tiền tổng tính làm thế nào. Coi như cô ác. Vậy chúc Tiền tổng và phu nhân một kỳ nghỉ vui vẻ. Con hồ ly tinh đó đâu? Nó ở đâu rồi? Làm gì có hồ ly tinh nào. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Tôi thuê phòng ở đây là muốn làm bất ngờ cho bà đó. Quá ra ông vẫn còn lãng mạn như vậy. Bỏ ra, bỏ tôi ra. Là anh. Dân Mạch, sao anh lại đến đây? Sợ em xảy ra chuyện, lỡ như tên Tiền Hạo đó kéo em vào trong phòng, anh có thể chạy đến cứu em ngay. Cảm giác được bảo vệ thật tốt. Cảm ơn. Không đủ. Bên này. Cung Nhân Mạch, anh đừng có được nước làm tới. Em không hôn, vậy anh tự mình lấy. Tối qua anh thô bạo quá rồi, hôm nay nhẹ nhàng chút. Đêm qua em cào lưng tôi, lực cũng không ít. Xấu hổ chết đi được. Các người làm gì đó? Cô còn có mặt mũi đến sao? Sao tôi không thể đến? Tiêu tổng để cô tự mình đi, cô không muốn. Cô cứ muốn đến trải nghiệm mùi vị bị đuổi đi như một con chó. Các người có tư cách gì mà nói tôi? Không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Nếu không ký được hạng mục này với Tiền tổng sẽ tự động rời đi. Ai nói với cô là tôi không ký được? Tối hôm qua đã nghe trợ lý của Tiền tổng nói cô không lấy được hạng mục này. Mở mắt to ra nhìn rõ cho tôi. Sao có thể? Mới một buổi tối mà đã ký được rồi. Không hổ là giới giải trí, điều khiển đàn ông có thừa. Đêm qua cùng Tiền tổng đủ đã chưa? Dùng thủ đoạn này đúng là khiến người ta buồn nôn. Sao cô biết tối qua người treo lên giường Tiền tổng không phải là người khác? Còn ai lẳng lơ giống như cô nữa, có thể khiến Tiền tổng một đêm đã đổi ý? Cô nói ai lẳng lơ? Tiền phu nhân, tôi nói là Ninh Tịch tối qua bò lên giường của Tiền tổng. Tối hôm qua là tôi ngủ cùng với chồng tôi. Ý của cô là nói tôi lẳng lơ? Tôi, cô phu nhân, đây là công nhân tập đoàn Cung Thị đào tạo ra sao? Thích nói lung tung. Xin lỗi Tiền phu nhân, tôi nhất định sẽ nghiêm khắc chỉ dạy. Tiêu tổng, lương tháng này cô bị trừ hết, viết thêm bài kiểm điểm 10.000 từ. Tiền phu nhân,
Gần đây có một tiệm thẩm mỹ viện không tệ, hay là chúng ta cùng đi? Vừa đi vừa nói, vừa chăm sóc da luôn. Thật không? Được. Vậy được. Được thôi. Tiêu tổng, bây giờ tôi có tư cách ở lại làm việc chưa? Được rồi, em không ăn nữa. Ăn ít vậy sao? Đúng vậy, làm minh tinh đã khó, làm nữ minh tinh càng khó. Vậy cũng không thể không ăn chứ. Qua đây anh đút. Em không ăn nữa, anh ăn giúp em đi. Được, vậy em ăn cái này trước. Anh... Không phải em bảo anh giúp em sao? Em một nửa, anh một nửa. Nào, tiếp tục. Em tự ăn, em tự ăn. Thế này mới đúng chứ. À đúng rồi, hôm nay bác gái và tiền phu nhân là anh gọi đến công ty sao? Đúng vậy, người phụ nữ của anh sao có thể tùy tiện bị người khác bắt nạt chứ? Em là nữ minh tinh, ai có thể bắt nạt em được? Sắp phải thay đổi cơ thể rồi, 15 tháng này chính là đêm trăng tròn. Màu mặt trăng hôm nay đẹp quá đi. Phải đổi thật sao? Đến đi. Bây giờ anh là Ninh Tịch, chút nữa Ôn Khải đến, chúng ta cùng nhau diễn trước mặt hắn, đừng làm hỏng đấy. Diễn xuất của anh chuyên nghiệp hơn em. Đến rồi, đến rồi. Tôi thật sự nhìn nhầm cô rồi. Cút. Anh còn không bằng cả một phần người yêu cũ của tôi. Cô, đồ đáng chết. Dừng tay. Đây không phải là người yêu cũ mà ngày nào cô cũng mở mồm nhắc đến sao? Hai người quay lại đi. Xin lỗi, khiến anh chê cười rồi. Không sao. Ninh Tịch, tâm trạng em không tốt, hay là chúng ta đi uống một ly? Thân phận của em không tiện đi mấy chỗ công cộng. Vậy chúng ta đi nhà của anh. Được. Đi. Cắn câu rồi, cung nhân mạch, việc tìm kiếm bằng chứng phải dựa vào anh rồi. Nào. Cảm ơn. Chuyện lúc nãy là sao? Sau khi em ở bên cung dân mạch mới biết anh ta ở ngoài nuôi rất nhiều gái. Bây giờ rời xa anh ta vẫn chưa muộn. Em nguyền rủa cung dân mạch chết thảm vì anh trai của hắn. Không cần thiết phải tức giận vì chuyện này. Uống đi. Đúng rồi, anh trai cung dân mạch hình như chết rất kỳ quái. Anh có biết đã xảy ra chuyện gì không? Sao anh có thể biết những chuyện như này chứ? Hắn nhất quyết không chịu nói, xem ra mình đành dùng những cách khác rồi. Buồn lắm rồi, em về trước đi. Em sao vậy? Có thể là bị hạ đường huyết. Anh có thể giúp em pha một cốc nước đường đỏ không? Được, có. Tìm cách đưa Ôn Khải đi. Cung dân mạch chỉ có thể làm chuyện này với xe của anh thôi. Nước đường đỏ tới đây. Cảm ơn anh. Alo. Cái gì? Xe bị đâm rồi. Được, tôi biết rồi. Anh có chút chuyện, anh đi xử lý một chút. Không sao, anh cứ đi bận việc trước đi. Em một mình nghỉ ngơi chút cũng được. Được. Mấy cái Ninh Tịch chỉ không đúng, những ngày quan trọng đều không đúng. Mình nhớ ngày Ôn Khải được lên chức giám đốc tập đoàn là 12 tháng 10 năm 2020. Thử xem nào. Quả nhiên, loại người này chỉ yêu bản thân nhất. Giải là do ai làm đây? Tôi làm đó, cung dân mạch.
Anh bị bệnh sao? Anh đừng nghĩ rằng tôi không nhìn thấy. Anh đem Ninh Tịch đi rồi. Đó là cô ấy tự mình muốn. Lừa ai chứ? Tôi không có thời gian tranh cãi với anh. Anh đừng đi chứ. Nói thêm chút nữa đi. Tôi có thể đền tiền cho anh. Rốt cuộc ở đâu chứ? À, quên mất. Em xem, rủ em đến uống rượu nhưng vẫn chưa uống hết một ly. Không, em còn có chút chuyện, em đi trước đây. Đến cũng đến rồi, đi cái gì chứ? Chúng ta làm lại từ đầu đi, anh nhất định tốt hơn cô Nhân Mạch vạn lần. Anh bỏ tôi ra, ông Khải, đồ khốn nạn. Sao cô lại đến đây? Hai người nói chuyện đi. Anh nói, anh tìm ai không tìm, anh lại tìm người tôi ghét nhất. Đừng có nghĩ mình giỏi. Tôi cũng chỉ chơi đùa với cô mà thôi. Tư liệu đều ở đây hết. Đây không phải là ngày mà anh trai xảy ra tai nạn sao? Bệnh máu trắng của con trai anh cần tiền. Ở đây có 50 vạn. Chỉ cần tối nay anh lái xe đâm chết Cung Dân Trường, 50 vạn còn lại sẽ chuyển vào tài khoản của vợ anh. Được. Nhất ngôn cửu đỉnh. Quả nhiên là hắn. Anh thật bất tài. Nhiều năm như vậy mới nhớ ra đi điều tra nguyên nhân anh trai mất. Anh trai rốt cuộc có thể yên nghỉ rồi. Tại sao hắn lại tự mình quay lại video phạm tội? Đây có lẽ không phải do hắn ta quay. Cái này có lẽ là do người khác quay, sau đó gửi cho hắn để tống tiền. Tốt quá rồi. Chẳng trách. Chúng ta báo cảnh sát đi. Trong này còn có sổ sách giả và bằng chứng hắn hối lộ. Ôn Khải làm nhiều chuyện xấu, lần này cuối cùng cũng bắt được điểm mấu chốt rồi. Nhân Mạch, về nhà một chuyến đi. Dân, em thay anh về nhà một chuyến. Cẩn thận. Cung Dân Mạch, người đâu? Đừng động. Ôn Khải, là anh. Anh đúng là may mắn đó. Lừa cô ấy về nhà ăn cắp tài liệu, lần này còn đỡ cho anh một dao. Ôn Khải, cậu gây ra nhiều tội như vậy, không những không hối cải, còn gây ra thêm tội. Đúng là máy tính tôi bị mở ra. Tôi đã biết tôi chết chắc rồi. Tôi có chết cũng phải kéo theo anh. Đưa hắn đến đồn cảnh sát đi. Đứng dậy. Đi. Cung Dân Mạch, Cung Dân Mạch, anh phải cố lên. Cung Dân Mạch, anh phải cố lên. Sao rồi? May không ảnh hưởng đến nội tạng. Nghỉ dưỡng một thời gian là được, không có chuyện gì lớn. Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ cơ thể em là đàn ông, để người khác nhìn thấy khóc thì sao? Anh có biết lúc nãy anh dọa chết em rồi không? Xin lỗi. Anh làm gì mà xin lỗi? Đã khiến cơ thể em bị thương rồi, nhưng mà anh sợ là thân thể của em đi ngăn cản, linh hồn anh và em cùng lúc mất đi thì sao? Vậy anh có từng nghĩ qua chưa? Nếu em mất anh thật thì sao? Được rồi, nín đi. Không giả định nữa. Nhân Mạch, ta gọi con về, sao con lại không về? Tối hôm qua con ở bệnh viện. Con đi viện làm gì? Sao đó? Không phải con, là Ninh Tịch. Cô ấy bị thương. Ta bảo con là đừng ở bên loại người phụ nữ đó nữa mà. Cô ta rất nguy hiểm. Mẹ, con đưa mẹ đến chỗ này. Ngôi sao, mặt trăng. Chân Mạch, con đưa ta đến chỗ này làm gì? Mẹ, con đưa mẹ đến đây xem thế giới của những người bị bệnh tâm thần như thế nào. Ta đâu có bị thần kinh. Ở đây một giây ta cũng không muốn ở. Con đưa ta về đi. Mẹ không, nhưng mà con có. Con đang nói linh tinh gì vậy? Con từng được chẩn đoán bị trầm cảm nặng, cũng trải qua cảm giác tự sát. Sao có thể? Mẹ xem những người này đi, tình trạng của họ khá hơn một chút.
thì chính là dáng vẻ như hiện tại. Tình trạng nặng hơn thì đã rời khỏi thế giới này rồi. Cái này... Nhưng con rất may mắn vì đã gặp được Ninh Tịch, là cô ấy đã cứu mạng con. Nhưng con cái gì cũng không thiếu, sao lại bị trầm cảm chứ? Nguyên nhân là ở mẹ đó. Mẹ. Mẹ sao? Con biết mẹ đối xử với con rất tốt, nhưng sự kiểm soát của mẹ đã ép con đến mức con không thở nổi. Quá ra tình yêu mình dành cho con trai lại là một gánh nặng. Mẹ, con đã trưởng thành rồi, con cũng nên tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Con trai, mẹ xin lỗi, là mẹ sai rồi, là mẹ làm không tốt. Còn chuyện Ninh Tịch bị thương là bởi vì cô ấy giúp con điều tra nguyên nhân anh trai mất, là do Ôn Khải hại. Cái gì? Anh của con, nó... Mẹ yên tâm, bọn con đã tìm ra chứng cứ, Ôn Khải cũng bị bắt rồi. Là mẹ làm mẹ chưa đủ tốt. Mau đưa ta đi xem nha đầu Ninh Tịch kia. Mẹ, con chưa vào nhà đã gọi mẹ rồi. Sao mà vội vàng vậy chứ? Lại quên rồi, bây giờ mình đang ở cơ thể của Ninh Tịch. Bác gái, con vẫn chưa khỏe, đừng động đậy. Dân Mạch đã kể cho ta nghe chuyện của bọn con rồi, cảm ơn đã giúp đỡ nó. Để con khỏi rồi, chúng ta sẽ tổ chức một buổi hôn lễ cho con. Sau này ta giao Dân Mạch cho con. Kỳ lạ, sao mẹ mình tự nhiên thay đổi rồi? Không cần tiễn đâu, dưỡng bệnh cho tốt nhé. Em làm gì mà mẹ của anh biến thành như vậy rồi? Không nói cho anh biết, dù sao sau này bà ấy cũng sẽ không CBU anh nữa. CBU nói năng lung tung gì vậy? Nói chung là sau này bà ấy sẽ không khống chế anh nữa. Vậy sau này đến em CBU anh. Ai nói em sẽ gả cho anh? Có phải đụng trúng vết thương rồi không? Tiếp theo chúng ta sẽ trao giải thưởng dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Mời Hạ Văn và Nguyễn Nguyễn lên sân khấu để nhận giải thưởng. Rất vui khi có thể đứng ở sân khấu lớn nhận giải thưởng quan trọng như vậy. Hạ Văn, trong lòng cậu nữ diễn viên nào là ấn tượng nhất? Tôi cảm thấy đều tốt. Người khiến tôi có ấn tượng nhất là Ninh Tịch. Cách cô ấy đột phá trong vai diễn thực sự đã chinh phục được ngành công nghiệp cùng tất cả khán giả. Giải thưởng liên quan phim Galaxy lần thứ 35, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là Người yêu dưới thời của Ninh Tịch. Chúc mừng Ninh Tịch. Từ giải thưởng chổi vàng đến giải thưởng gà vàng, con đường này đúng là không dễ dàng. Đã dùng thực lực của mình chứng minh bản thân. Chúc mừng em. Cảm ơn mọi người. Giải thưởng này tôi rất muốn tặng cho một người. Chúng ta kết hôn đi. Lãng mạn quá. Dùng cước cầu hôn. Bây giờ không ai dám nói. Đình Bảo nhà chúng ta trèo cao rồi chứ. Anh ấy là chủ tịch, chúng ta cũng là ảnh hậu. Chiếc váy cưới trong mơ của tôi lại mặc ở cơ thể đàn ông chứ. Ai mà biết được, 15 tháng trước trời lại mưa. Ngày đẹp trời thì không thể bỏ lỡ. Đợi cơ thể đổi lại, chúng ta lại tổ chức hôn lễ. Đợi lát nữa mừng rượu, em mặc vest, anh mặc váy cưới. Sao vậy? Không biết sao dạo này luôn buồn nôn, không có khẩu vị. Bao lâu rồi, bà dì chưa đến? Chắc là hơn 2 tháng. Em có thai rồi. À không, là anh có thai rồi. Một người đàn ông như anh sao có thể mang thai chứ? Tháng sau anh nhất định phải đổi lại cơ thể.
Chậm thôi, chậm thôi. Sao vẫn chưa đổi lại cơ thể? Cái này còn có cách nào chứ? Nửa năm nay cứ đến ngày 15 là mưa. Xem ra là ông trời là có ý muốn anh sinh con. Anh là đàn ông, không muốn. Không chỉ sinh con, sinh con xong anh còn phải cho con bú. Chuẩn bị tốt chưa? Cứu mạng. Đây là cuộc sống của tôi và cung tiên sinh sau khi đã đổi lại cơ thể. Thật ra có một bí mật tôi vẫn luôn giấu anh ấy. Tuy thành phố A trời mưa không có trăng, nhưng chỉ cần đến thành phố có trăng là có thể đổi cơ thể lại được mà. Để anh ấy cảm nhận về cảm giác sinh con như thế nào. Chẳng trách anh ấy yêu con hơn tôi rất nhiều. Có phải là đói rồi không? Mẹ cho con uống sữa nhé. Sao tôi có thể ngu ngốc đến thế chứ mà không biết thành phố khác có trăng? Tôi chọn không đi là bởi vì tôi không muốn cô ấy phải chịu đựng việc mang thai, cảm giác đau khi sinh con, sự mệt mỏi của việc cho con bú cả ngày lẫn đêm. Tôi chỉ là thay cô ấy sinh con. So với tôi, cô ấy còn khổ hơn.